Ok, hello chào anh em, mình là Bảo Nam đây. Tiếp tục đến con game MMO ký xưa .com thì ngày hôm nay mình lại tiếp tục đi up đồ vào ném búc nhá. Hôm nay mình đầu tư gọi là gần một củ tiền búc, búc dinh ben là búc vũ khí rồng. Hy vọng kiếm ra thêm được cái gây rồng 10, mình đang thiếu cái gây rồng 10 này. Đấy, khá là ngon. BS chuẩn bị sẵn đấy, đập lên cộng 11. Hiện tại mới có cộng 9 thôi anh em ạ, đợt 11 thì tăng sát thương 5%, khá là ngon. Dòng 11 với dòng 15 cực kỳ ngon luôn. Dinh Ben này dinh Ben VIP rồi. Đấy. Bây giờ thì Nam sẽ đi ném búc nha. Hy vọng sẽ về bờ anh em ạ. Nam ném búc cũng khá là may mắn. Ra cái gậy rồng thì ngon. Đúng không? Anh em xem video thì nhớ ủng hộ giúp mình một like, một đăng ký kênh. Chúc anh em xem video vui vẻ nhá. Đấy, nhưng mà chơi thì tải về chơi thôi. Con này mới vừa ra mắt xong. Được một thời gian rồi. Chục ngày sao đấy. Em vũ khí rồng chỗ nào về bờ tuyển trưởng thiên tử may mắn. Ui ngọt ngào chưa, ngon thế nhở, ngon thế nhở, như nhở mới khởi động phát này ngọt thế nhở. Thiên tử thiên tử 13 ghê đấy, ghê đấy. Một cái nhá, cái thứ hai nào về bờ lai vớt thiên tử này, là trưởng thiên tử này. Ý trời ơi, căng thế nhờ. Thứ ba nào, thế là hòa vốn rồi, nhưng mà ra cái này là hòa vốn rồi. Có vũ khí rồng là hòa vốn đấy nhá, kiếm rồng ủi luôn. Căng nhờ, nào đã tinh luyện không cho tớ may mấy viên đá tinh luyện à. Đợi làm tí, đợi Nam chiếu, Nam làm video. Nam cho 10 viên. Còn đá tinh luyện làm gì, có hai viên này, tí là còn đổi ích đổi yếp vứt cho bạn. Ok tiếp theo nhá, hộp trang sức này về bờ nhận cộng 9 anh em ạ. Ý rồi ơi mẹ nó hỏng rồi, ra cái dinh ben 15 đi, ra cái dinh ben 15 nào. Ý rồi ơi nhận hết thuộc cộng 8 anh em ạ. Ác nhờ. Cái này là phép thuật, cái này nhận lửa đúng không? Thuật cộng 8. 8 méo tăng cái gì rồi nè. Thôi cố ra cái 15 với cái 13 rồi hòa 4 cái nào. Là cái 13 cũng vớt vát được rồi. Vũ khí rồng hòa 4 nhá. Cái này tầm nó tầm khoảng 200 bút thôi, 200 đến 250 thôi nha. Tùy tùy người bán. Xong rồi, nhận gió này. Ác nhờ. Ba cái 889 này có tay ngày hôm nay thất bát cửu thập anh em nha. À ngày hôm nay thất bát cửu thập rồi anh em ạ, quăng một củ rồi. Cái này thì bán được chắc tầm khoảng, nói chung là hòa vốn thôi anh em, không có lời ra được tí nào hết. Vứt vào đây không có lời được cái nào được, cái cây quyền trượng này là nó gỡ gạc lại được tí này. Cái ven là cái dinh này cũng rất là ngon, cái dinh giảm sát thương này cũng gỡ gạc được tí anh em nha. Bây giờ thì mình sẽ đi áo này ngon đấy, mẹ áo này nhiễm chất anh em ạ. Mũ này sát thương, mẹ mũ này anh em. Nó hồng hồng nó đẹp anh em ạ, được chưa, đỏ tím vàng vàng giảm tím. Đập cứ gậy lên 11 trước tính sau, cứ đập gậy lên 10 cộng 11 trước tính sau anh em ạ. 2 3 1 2 3 2 phát lên thì đẹp. Trước tiên là 11 thôi, 13 thì nó khó lắm. Cứ từ từ anh em ạ. Hai cái mùa cố lên cái 11 thôi, cũng tốn BS lắm đấy. BS thì săn thỏ ngọc rất là nhiều, đi CC rất rất là nhiều anh em nhá. CC bên này rất khá là ngon. Hai cố lên 85% mà 85% mà cố lên 85% mà lại quật về không kìa. Nhọ nhờ. Nhọ đấy anh em ạ. Nhọ đấy, nhọ đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nhọ thế nhờ. Tập mãi không lên được 11 cho anh em ạ. Sao mình đen vậy ta? Đen từ quán này, 5 này, 6 này, 7 này, 5, 6, 8. Ui toang rồi anh em ơi. Ta đi tìm đường cứu nước rồi.
Lại ra đi tìm đường cứu nước rồi. Gậy của bạn Tiến cho đây. Tiến ơi. Tiến ơi, Tiến ơi, không lên được bạn ạ. À? Đập mấy ngày nay rồi, ngày nào cũng đập mà nó không lên cho như. Tiến ơi. Tiến ơi, chín rồi, cố lên. Cố lên cho con nó mập, cho củ khoai nó mập anh em ơi. Rồi, tiếp tục anh em nha. Một này. Hai. Ba. Bốn. Năm. Cố lên. Có nhìn thấy thằng Gobin đâu mà đập nữa. Căn phải kiếp mới được anh em ạ. Chơi cái chỗ căn nó với phong thủy không là không được đâu. Tâm linh này. Đấy. Cố lên. Một. Hai. Đứt. Rồi, ngon rồi. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Phát nữa thôi. Phát nữa thôi Tiến ạ. Đứt. Ui giời ơi, ngon. Ngon cơm luôn anh em ơi. Ngon cơm, ngon cơm. 2, 3, 4, 5, 6. Cố lên, 7, 8. Ngon cơm rồi. Thế là nó tăng được 5% sát thương anh em nha. Rất là ngon. 2, 3, 4, 5, 6. Phấn đấu sẽ theo hồng. 5. Khá là đẹp. 7, 8. Đập lên 9 thì vừa này nó cũng rất là khó nha nha. Không phải là dễ đâu vì tại vì ngọc nó cũng nhiều là đập đồ nó cũng tỷ lệ nó khó. Anh em chỉ cần đi săn phó ngọc hoặc là đi TC thôi, TC rất nhiều lắm. 8 9 đấy, ngon chưa? 1 2 3 4 5 6 7 6 6 8 9. Cố lên. 1 2 3 4 5. Đập lên 9 nó vất vả kinh luôn đấy. 6 7 8. Chỉ cần lên 9 thì đập cái dòng vàng rồi. Nhưng mà không ham hố 11 thì hôm sau có đồ 380 em nha. Đồ 380 thì đập 11. Bình tĩnh. Không vội vàng nha mọi. Công vụ vàng làm gì, thế là ngon rồi. Kiên này coi. 8 này. 9 này. Cố lên lấy cái khiên này nó để mặn luôn. Ngọt ngào luôn. 2 3 4 5 6 7 8 9. Đấy, nó lên được nhưng mà hết mẹ lên rồi. À đây bên này còn đây đây 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8. Rồi ôi, khó quá. Lên 10 11 khả năng nó dễ hơn nhưng mà lên 9 này khó nha. 5 6 7 5 6 7. Úi dồi ôi. Liên to anh em ạ. Thịt liên to luôn. 8 này. 9 này. Em lên 8 này mà cứ lại thịt được ạ. Hey, hay nhỉ. Lạ đời thật. 5, 6 7 8. Mẹ mày phát nữa có được không? Thịt mất 4 lần rồi anh em ạ. 4 quá. 4 kinh luôn đấy. 7 8 9. Đấy, ngon lành luôn. Ngon lành nha. Nên đập viên like vào coi. Nhìn cho nó sáng ra khôn người rồi coi anh em. Thôi tình hình thế thôi anh em ạ. Thế là đẹp rồi. Nó có hơn không. Mấy cánh này nó hút tôi bao nhiêu đấy. Một cánh có lắc. Lên. Lên. 8. Rồi. Này 8 rồi đúng không? 12. Thôi xong rồi. 8. 8. 8. Lên đi.
Lên nào. Lên luôn. Xong rồi, xong rồi. Toang rồi. Tức rồi, hết rồi. Thì xong rồi anh em ạ. 1 2 2 2 2 đi luôn. Hết luôn, xong luôn. Xong phim anh em ạ. Nó được cái gì? Cùng là hết sạch rồi. Có hết cả ruột rồi anh em ạ. Ok, clip của mình hôm nay trái là một cái gì anh em ạ? Toang luôn. Nhưng mà được cái cây gậy này này. Tăng 5% sát thương thế là ngon rồi. Còn ngào rồi. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Bye bye.